Ngày hôm nay, một số chợ truyền thống của thành phố Đà Nẵng bắt đầu hoạt động trở lại. Trong buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động trong ngày đầu tiên của một số chợ trên địa bàn thành phố. Đến kiểm tra chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu ban quản lý chợ, các tiểu thương thực hiện đúng theo hướng dẫn việc triển khai hoạt động lại của chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố của Sở Công Thương, không bán hàng trực tiếp cho người dân, chỉ bán hàng thông qua ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ dân phố, ban điều hành. Kiểm tra chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác tổ chức các hoạt động mở cửa chợ của quận Cẩm Lệ, đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh đảm bảo công tác phòng dịch, các địa phương cần huy động các lực lượng đoàn thể, phụ nữ, thanh niên, tình nguyện viên, tổ dân phố tham gia mua hàng, giao nhận hàng cho người dân, chia tần suất đi chợ theo địa bàn tổ dân phố với khung giờ nhất định. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến kiểm tra tình hình triển khai thiết lập bệnh viện dã chiến tại ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện để đưa vào sử dụng đúng thời gian dự kiến. Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai tại Đà Nẵng, là cơ sở 3 của bệnh viện Đà Nẵng, quy mô trên 2.000 giường.